thiên long thành bái thỉ cung thỉnh mời vào thánh nai đáo đàn diên thiên tiên cung thỉnh mời đệ nhất thiên tiên thành vân công chúa thượng hiền gửi về vân ca thôn quê đất cổ dày vân ca thôn quê nghĩa hướng thiên bản nhà này bầu cải chân dưới định chân nhang phân khởi xung thiên thượng đệ tử kiền thành điện tại kim lô phong khoảnh khắc nhân huân tức biên mãn thập vương thích nhật giao du biến nạn tiêu tai xương nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha tát nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha tát nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha tát sa loan thánh gia hồi cung đệ nhị điện tiên ni cung thỉnh mời mẫu đệ nhị điện tiên tích xưa sinh thành như trong đền sông sơn áp dưới đỉnh chân nhang phân khỏi dung thiên thượng đệ từ tiền thanh nhật tài kim lô phong cảnh khắc nhân luân từng biến mãn thập phương nam mô hương cung dạng bồ tát ma tát nam mô hương cung dạng bồ tát ma tát nam mô hương cung dạng bồ tát ma tát xin loan thích ra hồi cung thanh mẫu đệ tam cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự tòa thủy cung sớm kết loan phòng kịch xuyên sớm kết loan phòng thò mai điều thiếp mi đem lòng rêu ơn lũ nhang xạ nhiệt pháp dưới mừng nguồn chư phật hài hồi tất gia vân tùy sư kết tượng vân thành ý vương ngân chư phật thiện toàn thân nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô hương cúng dạng sư loan thanh gia hồi cúng trường xa thành công có linh trường xa các quan tử bộ cùng là chân sinh vô định nó vọng tam thành não vạn nam thành vô định não vạn nam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành thì mọi nơi sự kỳ Việt Nam trần thị lịch nghi đi đường kể thế chỉ bình thiên trường tức lạc địa danh sơn hà dục thi
quang dung nhan thâm kỳ chiếu quang tinh chiếu đạn diên a thích tăng cũng già khi cùng hoàng lên thánh chưa thiên trường viên cả năm thân giá ấm tử vi mẫn chúng sinh cô ngã kim đỉnh lệ thái cuồng chiếu thiên tôn quan cổ ý văn kinh luân khí độ biệt nhân chiều ban bí cực hoàn thần nội sát đỉnh trinh câu đồng binh miếng quyết thì gồng minh đừng chi quán tinh trần đồ
chiều đức ông nhị giám sát trần chiều đình nhóc giám sát anh định ta thường tiết trừ khi thường tính ông nga tính trực thi thường thần thông nghị lục ông đi đường đường chính chính cơ cơ đội nào nghiêm trình ý trước sau ý rượu quang minh chiếu đàn diên ta đích tam phục giờ khi phục mang lên cẩn thành chúa điện trực vương cao thấp và âm tử vi vân chúng sinh cô ca kim đình lệ khai tuôn chiếu thiên tô hỏi quá thế nước ta đang được thay về lũ giặc lại sản xuất được lệ nhị thánh ông cầm cờ cầm kiếm dẫn ba quân lên đường chiến thắng sông núi nước ta bốn năm hò danh danh bình thân hò sắp rồi ở sao lũ bay sáng sắp tỏ được bay sắp đi đánh tới bờ We'll be right back.
luyện ý binh bao nhiều
nhân tâm khi rượu vương cô chứng đặng xin ra biết tăng cũng già khi phổ hoàng lên thần thánh chúa thiên trường vương cả năm cấp và ấm tử vi mẫn chúng sinh cô ngã kim đỉnh để hai cuộc chiếu yên tô thực tình ý đốt nhang trầm một đỉnh dâng lên lâm dâm đút ngọc còn biến đông đào nghe mở đôi tiên lý sật hình kêu cầu kêu cầu cho bỏ công sinh ý. Kêu cầu cho bỏ công sinh mỗi năm là tốt giang hình tốt tươi xuân qua xuân qua tới thu bay đi thank you.
đâu thì đấy kinh hồn u mã mật ni tiếng phạm nhạc minh nạp mình có phen ở chốn thiên đình cũng đầy trần nhớ xưa tích cũ đầy trần định sinh cô bé mười phần tốt tươi thank you.
khai quang dòng nhan thật kỳ diệu, quang minh chiếu từ trung, ngã Tích Tăng cúng dạng kim phụng hoàng thân cần thánh đế tiên trung hương. Lễ khai quang chiếu thiên tôn, thiên ơi đổ bên cửa đông, nửa đêm vang tiếng chuông đền cập tiên đền tiếng rô vang đi rô vang cơ bước chân xuống thuyền mấy nhân cô ơi thanh nghị dân nhị quan ngoài hò bên ta đi cầm chèo dần hôm nay mong ơn thánh cô mấy ngự đồng lộc đại thánh cô ban ra lộc gần cô mang tới lộc xa ban về tiền tài nhất phải làm bằng vân du gió bầu trắng từ nghề ưng lòng chốn ấy giờ thề tiên cô tiếp lộc về huệ dư buồn đôi núi bao xa bao xa lên ngàn cô ái bông hoa ai hoang bạn về đến đây biết bao thanh đồng chờ cố ban khen biết bao thanh đồng chờ cố ban khen nhớ xưa
tình nghi cũ nhà Trần nề. Đến sinh cô bé người phận tốt tươi, đôi mắt cường sáng người non nước, tuổi thanh xuân vừa được nghỉ đôi mươi biển đông sông cổ chân trời. Biển đi đông sóng vỗ lưng trời, cô lao ai dừng ở ngoài khơi chập trùng, đất thanh tích anh hùng người ở đó, sóng biển réo hoa cỏ tốt tươi. Ý Thank you.
khai quang thâm kỳ hiệu cộng về chứng đan duyên. Ngã Thích Tăng cúng dạng kim phụng hoàng thần cẩn thánh chúa tiên trung vương. Ca đăng tập giờ thanh tư bí mật chức sanh cô nga kim định lê dòng nhang thâm kỳ diệu khai quang phá chiếu thiên tôn. Giọt chén rượu mời nay nhất đi tuần xưa nâng lên bề ngọc để các cô nâng lời dân nghi mời trước cậu sơn khi tề tay tiền chuốc chén rượu đào nhị tuần á dâng lên đi bề ngọc để các cô dân mơ là mời chuốc cậu. Giọt chén rượu mời khi tam cần xuất nước lên bề ngọc ca tô nâng lời xin nghi mời rước cậu hoàng sơn. Đang chỉ sắc phong nghe em biết trong triều đình tan chỉ sắc ban chủ đương đương đôn nhà trần ý. Văn võ mười phần cầu bé hoàng văn võ mười phần điều kinh hiển tương tài thần cầu ra định bàn quốc tấn quyền tài an dân chân tử ra ngoài cửa đông cầu tài.
ai hỏi chi cao hơn người ý. Chính trực vàng người tỏ đường, chính trực vàng người gian nan thử chi dẹp loài hại dân. Tam tác giang quân đánh cho, tam tác giang quân tàu chim đi bể đắm xa gần đi đều thua ý. Được lấy thượng uy hồi nơi xưa thì đón dương tiến đưa kiều vàng, đón dương tiến đưa qua miền kiếp bạc vào chùa Côn Sơn này. Chư lễ Phật Phật độ bình an ý. Lễ Thánh Thánh độ ý. Giáng ở trên tòa nay thánh ông nay giáng ở trên tòa, đời cầu cửa suốt kiếp đi qua nghe truyền. Ngựa băng biển cầu liền lên dục, ngựa băng biển thoát thôi cầu trở về miền Quảng Ninh. Sơn thì hữu tình hòn gái, sơn thì hữu tình tổ chân giữ an lành bình yên. Thành kính cúi đầu trong ý có nay, thành kính cúi đầu dâng nghi văn tình cầu độ thời gian này. Thành
về ra ngự điện đài. Thế giờ